Bình mình chào quý cô chú anh chị, mình chào bà con cô bác. Thì hiện tại giờ Bình cũng đã lợi tới nền nhà của cô Thảo Sương. Thì bữa nay hồi sáng thì Bình cũng có quay một cái video là đào móng cột và cách làm như thế nào. Thì bên cạnh đó thì Bình cũng có chia sẻ hết một cái video rồi. Thì tới giấc chiều, đầu giờ chiều thì chú thợ phải dựng cột lên. Tại vì bữa nay là ngày lành tháng tốt á, thì cô Thảo Sương về tuổi tác này kia thì cũng có coi ngày. Thì được bữa nay sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cũng đã tới ngày cô Thảo Sương dựng cột lên rồi ha quý chú anh chị. Thì cô Thảo Sương cũng có nói với Bình thì khả năng của cô có bao nhiêu thì cô Thảo Sương làm bấy nhiêu. Thì nếu mà có thiếu gì đó thì cô Thảo Sương làm YouTube cùng với Bình Đen thì sẽ trả từ từ, cũng giống như là một tháng 2 triệu, 1 triệu gì đó với chú anh chị. Dạ. Thì từ sáng thì cũng có đổ cột ha với chú anh chị. Đổ chân cột đó thì cũng có lót một miếng gạch tàu ha. Tại vì mới đổ đôi khi nó không mới gì cứng ha với chú anh chị. Thì hồi trưa nãy đó thì trời cũng đã mưa thì cho nên là nước ngay chân cột đó thì cũng còn ha. Đây, thì phía bên đây thì cũng đã khô nè. Này, cũng lót gạch tàu tại vì Bình với chú Trần Tam á thì sợ là cái móng cột á chưa có khô hẳn á, thì cho nên là phải mua thêm một miếng gạch tàu để vô. Với lý do là sợ cột nó bị lúng xuống tại cột nặng á biết chú anh chị. Thì hiện tại giờ thì dàn móng này kia cũng đã đào xong hết ha. Thì cũng là chuẩn bị thôi. Thì hiện tại bây giờ thì đang khiêng cột vô. Thì hiện tại giờ thì khiêng cũng đã được 7 cây rồi ha. 7 cây rồi. Thì chú Trần Tam với cô Thảo Sương thì đang lụm đá lên để một lát nữa dựng cột lên. Thì có đá sẵn để lắp chân cột ha. Thì còn mấy anh kia thì hiện tại giờ thì đang ghim cột vô với chú anh chị. Đó, trong quá trình vận chuyển cột á, cũng rất là khó khăn ha. Mình đồng bảy cái đấy, bốc tục bốc chương, bốc đá. Bốc khoen bảy đi. Hãy lấy thì nhầm đấy. Bốc bảy, con đất đấy. Đất khoen để con bảy phục ói. Trong quá trình ginh thì cũng rất là khó khăn á, biết chú anh chị. Ginh cột, rất là khó khăn luôn. Cái này là cái ngắn thôi ha. Trong quá trình ginh cột á có mệt không chú? Không mệt đó, bởi vì thiếu ngủ. Thiếu ngủ hả? Ra mồ hôi chút chút rồi phải không? Có ngủ về em nữa. Làm hết nổi luôn. Có ngủ làm hết nổi luôn à? Còn 2 cây nữa. 2 cây là 2 cây dài nhất á. 2 cây dài nhất. Anh đã thấy anh chuyên ngõ nó tự tử không mua đó lắm. Dạ. Chứ là bàn kia chẳng là mạnh cho bốn nè cái nhóm mạnh. Tại vậy sang đây cũng bàn dạy quải. Tại mẹ thế đúng không? Thì nãy giờ đó là ginh cột ngắn không à quý chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là còn cây cột là 5 mét là cột cái á. Còn cột cái đó quý chú anh chị. Thì chưa ha. Thì chút xíu nữa mấy anh nghỉ mệt xíu thì mấy anh cũng đi ginh cột cái lại ha. Wow, rất là nặng luôn ha. Đi thôi, chạy chợ.
Ồ, trong quá trình ginh cột này là dài nhất nè, 5 mét nè, hơi nặng nha. Bắt kìm ấy. Ờ, tao một tí không? Quá trình ginh cột thôi. Rất là nặng. Rồi. Dạ. Rồi. Trong quá trình làm cột ginh cột vô làm nhà cho cô Thảo Sương đó rất là khó khăn luôn á quý chú anh chị. Quay trở lại. Con cái đói cái đội mà nghe con cua chân mà càng chân gọi lấy tùm hộn ngon lắm. Để đi thầy. Mọi cách đi đó. Hai khơi này mình nhắm đi. Hai khơi này. Đúng rồi. Anh tẹp thẻ cái tay. Với cái chú anh chị thì còn một cây nữa ha, mới xong ha. Cây là cây 5 mét. Một cây nữa là hia a cho đó. Cây nữa là hia a đi. Hia a. Rất là khó ha, cây cột dài nhất nè, 5 mét với cái chú chị. Rất là khó luôn. Đi đường vòng á, cũng hơi xa ha. Đi theo chiều á, đi theo chiều á mới dễ đi. Nó khỏi phải thiệt chứ. Chết. Cháu tranh sót rồi. Đặt cho đi.
Rồi. Rồi. Rồi, 10 cây. Mười cây cũng đã xong. Ủa chồng cô Sương ở đây nữa hả? Hả? Cô Sương, chồng cô Sương ai vậy? Đó chồng tôi đó. Ở đâu? Đó. Sao không chỉ? Đó hết cạp rồi, đứng cạp bắp đó bà con. Cạp bắp hả? Đi hả? Tên gì vậy? Tên gì cô? Tên gì? Tên là Hùng. Bảo ơi, kêu Bảo Sương. Tên gì? Tên là Hùng. Trời ơi, ginh cột, mời cái cột cô Thảo Sương cho ăn bắp ha. Đó. Chắc ăn như bắp. Hay thiệt, công nhận hay thiệt. Hay thiệt. Lần đầu tiên làm mệt cái gì mà cả mồ hôi hết trời vậy em trai? Mệt đó sao không mệt. Còn em trai thì không ra mồ hôi nữa. Mồng cả hòm rồi. Xây mồng mà. Xây giấc mồng mà. Gì vậy? Này. Ăn bắp ăn gì vậy? Mệt ra ăn gì lạ vậy? Sáng rồi. Ăn cái đầu luôn hả? Cái đầu ngon hả? Cái đầu ngon. Chắc ăn như bắp ha chú Thợ. Làm nhà là chắc ăn như bắp. Cho ăn bắp là đúng rồi đó. Cho ăn bắp là đúng rồi. Sao tay cung cung vậy? Tay cung vậy? Mệt quá. Thương lại. Mấy cái cột đó yêu. Cô Thảo Sương, cô Thảo Sương có gì bồi dưỡng cho chồng của cô Thảo Sương không? Có đó, chiều nay cho đủ ớt, chiều nay đưa rồi đó, lẩu bò đó, ba người đó. Thôi là anh tóc ít sao phải không? Hết trơn, ba người cho đủ, cho người hết trơn rồi đó, đưa rồi đó. Đưa cho ông Bình đó, chiều nay đi nhậu đi, tại tôi đi hát đó. Tôi không có đi hát là tôi đi qua nhậu nữa. Tôi đi qua bên tôi nhậu rồi. Sao cô Thảo Sương tóc cũng ít mà chồng của cô Thảo Sương tóc cũng ít vậy? Tại hai vợ chồng phải lửa phải hạp, mày hỏi gì ngộ vậy? Không có, cái này là con không biết. Ngủ, nhầm khi không quên, quên làm ăn á thì lấy cái đầu chà nhau. Nó rụng. Đừng có nói quánh lộ anh nắm không được. Chô chạch nè, thằng ta mới chô chạch bọt nè. Đừng có giấy không hóa ba anh á. Rồi có khi nào người ta kêu cô và chồng cô đi quảng quảng cáo tóc thuốc nhuộm thuốc mọc tóc không cô? Có là hai vợ chồng đi luôn hả? Hai vợ chồng đi quảng cáo luôn. Thuốc này mọc tóc giống tôi với chồng tôi là mọc tóc đều hết trơn nha. Thế không mọc thì đi qua cửa đò bò thôi, đi vui đò đẻ. Vậy là chồng của cô Sương là tên là anh Ly hả? Anh Ly. À, chú Ly, con kêu cô Sương là bằng cô, vậy là kêu chú Ly là chú Ly ha, kêu bằng chú ha. Cô cậu mày. Ồ, cô cậu, cậu Ly. Trời ơi, cậu Ly. Có đúng như sự thật cô Thảo Sương của con đã nói không? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Đúng hả? 50-50. Đúng rồi, điện thoại. Mắc cỡ hả chú Ly? Mắc cỡ giờ ăn bớt nãy giờ mà không ngủ vô nữa. Rồi tối nay có cưng chiều không? Cô Đạo Sơn. Tối nay có cưng chiều chồng không? Tối cưng chiều chứ. Hả? Hả? Tên bọn không? Cưng hả? Khi mà ginh cột này kia đôi khi đụng dây tim này kia đồ đó thì cũng phải đo lại và lấy cho chính xác lại ha quý anh chị. Hả? Tại vì mình ginh á đôi khi mình đi mình dấp này kia đó thì nó sẽ lệch. Thì mình phải đo lại lấy cho chính xác thì chút xíu nữa sẽ dựng cột lên ha quý chú anh chị.
Thì ở phía bên đây thì đang chuẩn bị đây, đang trộn hồ đây. Hầu với cái chú anh chị thì hiện tại cũng giấc này là giấc chiều rồi. Thì mấy chú thợ cũng cố gắng dựng 4 cây cột, tức là 4 góc để lấy ngày ha. Thì bây giờ dựng cột trước xong một cái rồi, thì đi tới cột sau. Nè. Không ai tim thì bắn lại ha. Nghĩa cầm ốp trứng, cầm ốp trứng hết thế này. Cầm ốp, cầm ốp. Ở bên cái chua chạy thì đây là cột này, là cột thứ hai, còn gọi là cột sau ha. Thì cột trước thì cũng đã lên xong rồi ha. Đây, cột trước cũng đã lên xong rồi. Thì bây giờ đang đổ đá vô. Đổ đá vô. Đổ đá đây học ha. Thôi thì giấc này cũng đã chiều rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chúc quý chú anh chị ví và con cô bác xem video thật vui vẻ ha. Thì mình cũng xin phép là mình về trước ha, quý chú anh chị, giấc chiều rồi. Bye bye quý chú anh chị. Yeah.